3 tháng cuối của thai kỳ là giai đoạn thai nhi phát triển nhanh về mọi mặt và cũng là lúc mẹ bầu cần chuẩn bị sức khỏe, tâm lý thật tốt để chuẩn bị cho cuộc vật cạn vất vả. Đây cũng là giai đoạn mẹ bầu mệt mỏi nhất vì lúc này bầu bắt đầu ngày càng nặng nề cũng như tâm lý của mẹ có nhiều lo lắng khi đã gần đến ngày sinh. Mẹ hãy bỏ túi 7 lưu ý khi mang thai 3 tháng cuối sau đây để chào đón bé yêu chào đời an toàn và khỏe mạnh nhé. 1. Làm việc nhà. Vận động nhẹ rất tốt cho chị em, tuy nhiên trong giai đoạn cuối của thai kỳ thì không nên. Các ông bố đừng để mẹ bầu làm việc nhà nhé. Làm việc nhà khiến mẹ phải tiếp xúc nhiều với các hóa chất như nước tẩy rửa, nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn, cũng như hít nhiều bụi bặm sẽ không tốt cho thai nhi. Không những thế, mẹ có thể trượt chân té ngã làm ảnh hưởng nặng nề đến cả mẹ và con. Đặc biệt vào 3 tháng cuối khi đã đến gần ngày con chào đời, mẹ bầu nên kiêng cữ tuyệt đối chuyện dọn nhà, lau chùi nhà cửa để giữ an toàn cho con. 2. Nằm ngửa khi ngủ. Vào tam cá nguyệt thứ 3, thai nhi trong bụng mẹ đã lớn, nếu mẹ nằm ngủ trong tư thế ngửa có thể làm chèn ép, cản trở lưu thông máu, khiến máu không đến được bào thai gây nguy hiểm cho con. Bác sĩ khuyến cáo tư thế nằm phù hợp nhất cho mẹ bầu 3 tháng cuối là nằm nghiêng sang bên trái. 3. Xoa bụng bầu. Nhiều mẹ bầu rất thích xoa bụng và âu yếm con. Điều này rất tốt cho em bé, giúp bé giao tiếp với mẹ từ trong bụng và cũng khiến mẹ thư giãn bớt stress mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu mẹ xoa bụng bầu quá nhiều có thể kích thích tử cung co thắt gây sinh non. Vì thế, đây là hành động mẹ bầu cần kiêng cữ trong 3 tháng cuối của thai kỳ. 4. Đi chơi xa. Sợ rằng sau khi sinh con sẽ không được đi du lịch, nhưng mẹ bầu cần tranh thủ đi chơi khi gần đến ngày sinh. Mẹ có biết, vào tháng cuối của thai kỳ, khi bụng mẹ to lên nhanh chóng, các cơ vùng kín cũng giãn theo. Không những thế, vì canxi phải đi nuôi thai nhi nên mẹ dễ bị thiếu hụt chất này dẫn đến mệt mỏi, tê tay chân, đau nhức người. Đi chơi xa khiến mẹ hoạt động nhiều, còn có thể gây sảy thai, sinh non. 5. Ngồi im một chỗ. Tuy mẹ bầu sắp sinh không nên vận động mạnh hoặc vận động quá nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ nên ngồi im một chỗ. Mẹ không nên vì lo sợ cho con mà nằm trên giường quá nhiều. Điều này không chỉ khiến máu huyết lưu thông kém, ảnh hưởng thai nhi. Thói quen này làm con chậm lớn, kém khôn mà còn làm mẹ mệt mỏi bực bội, dễ cáu gắt, dễ bị stress trong thai kỳ. Mẹ nên đi lại vận động nhẹ nhàng để máu huyết lưu thông cũng như có chế độ nghỉ ngơi thư giãn hợp lý. 6. Lái xe máy. Tự mình điều khiển xe máy khi thai đã lớn cũng là chuyện nên kiêng, vì bụng to có thể khiến mẹ giữ thăng bằng khó, nếu có bất trắc thì không thể xoay chuyển tình thế linh hoạt được. Hoặc đôi lúc mệt mỏi chóng mặt giữa đường rất nguy hiểm, tốt nhất mẹ nên nhờ bố hoặc người thân đưa đi cho an toàn. 7. Ăn mặn. Nhiều mẹ bầu tự dưng rất thích ăn mặn, tuy nhiên trong thai kỳ cuối mẹ cố nhịn miệng, thực hành ăn nhạt để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu lẫn con. Việc ăn mặn quá mức và kéo dài dễ khiến mẹ bị tăng huyết áp, tiền sản giật, tình trạng tích nước, phù nề tay chân trầm trọng hơn, thai nhi rối loạn hấp thu dưỡng chất. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm để sẵn sàng chào đón bé yêu ra đời bình an khỏe mạnh. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.